Tình hình dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 28 tháng 6, thêm 62 ca nhiễm, tổng số ca trong ngày là 218 ca. Trong ngày 28 tháng 6, Bộ Y tế đã công bố thành phố Hồ Chí Minh có thêm 218 ca nhiễm COVID-19. Chiều tối ngày 28 tháng 6, Bộ Y tế công bố thành phố Hồ Chí Minh có thêm 62 ca nhiễm COVID-19, cả nước có 145 ca. Như vậy, trong ngày 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 218 ca nhiễm COVID-19 mới, sáng là 62 ca, trưa là 94 ca và chiều là 62 ca. 62 ca bệnh trong chiều nay là bệnh nhân từ 15.969 đến 16.030, gồm 34 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 8 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 9 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 5 ca liên quan đến chợ Bình Điền, quận 8, 2 ca liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng và 4 ca đang điều tra dịch tễ. Từ ngày 27 tháng 4, đợt bùng phát thứ tư đến trưa nay ngày 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 3.434 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 ca đã không qua khỏi. Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tính đến 15 giờ ngày 28 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 569 điểm phong tỏa. Trong sáng ngày 28 tháng 6, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 4 khởi động từ ngày 19 tháng 6, triển khai chính thức từ trưa ngày 21 tháng 6, tổng cộng đã có 710.773 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên tổng số 797.420 người đến tiêm. Có 93.264 người hoãn tiêm qua khám sàng lọc, chiếm tỷ lệ 13,12%. Số liều vaccine COVID-19 được tiêm là số liệu được tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 6 và số lượng này chưa tính số liệu 26.000 nhân viên y tế tư nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh. Vì liên quan tới những ca mắc COVID-19 mà hàng loạt chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm ngừng hoạt động. Và mới nhất từ 0 giờ ngày 28 tháng 6 đến 0 giờ ngày 4 tháng 7, chợ đầu mối Hóc Môn, một trong ba chợ đầu mối lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, đã phải tạm dừng hoạt động trong 7 ngày vì xuất hiện 19 ca mắc COVID-19. Và trong thời gian tạm ngừng hoạt động thì công ty quản lý chợ sẽ tập trung thực hiện xịt rửa chợ, phun khử khuẩn và tiến hành tiêm vaccine cho khoảng 4.000 thương nhân và cán bộ nhân viên làm việc tại chợ. Trước đó, chợ đầu mối Bình Điền, nơi cung cấp 70% thực phẩm cho thành phố, cũng phải tạm ngưng một số khu vực để thực hiện khử khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Cho tới nay, khu chợ này cũng đã ghi nhận tổng cộng là 32 ca nhiễm SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, nhiều chợ truyền thống lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải tạm dừng hoạt động như là chợ Hòa Hưng tại quận 10 và chợ Hoàng Hoa Thám, quận Bình Tân. Từ giờ đến lúc thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hơn 100.000 thí sinh ở Hà Nội không được ra khỏi thành phố, không tiếp xúc với người ngoài gia đình. Đây là điều được quy định trong hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành vào mới đây. Thí sinh được yêu cầu phải theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt hàng ngày, nếu như ho, sốt, khó thở phải báo cáo cho điểm thi và trạm y tế để được hướng dẫn. Trước ngày thi là ngày 7, ngày 8 tháng 7, thí sinh phải hoàn thành khai báo y tế trực tuyến. Riêng những em thuộc diện F0, F1 hay là F2 còn trong thời kỳ cách ly và ở khu vực bị phong tỏa sẽ không thi tốt nghiệp vào đợt 1. Không chỉ là học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cũng được yêu cầu tương tự. Hạn chế ra khỏi thành phố, theo dõi sức khỏe và nghiêm túc thực hiện công tác phòng dịch. Nhà trọ này có 32 phòng ở, hiện đang là nơi cách ly y tế cho 51 đối tượng F1 là công nhân tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên. Được xây dựng khép kín, bố trí 2 người một phòng, đảm bảo nhà vệ sinh riêng nên công tác quản lý thực hiện cách ly y tế tại đây rất thuận lợi. Hàng ngày thì chúng tôi tổ chức phun khử khuẩn 2 lần, sáng và chiều. Ngoài ra vào những trường hợp đặc biệt, ví dụ như khi thu gom rác hay là khi tập trung hàng ngày thì đưa cơm đến tận cửa phòng cho công dân. Quản lý chặt chẽ từ trong mỗi phòng ở, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với bên ngoài nên đã hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện cách ly y tế tại các khu nhà trọ. Quá trình cách ly đối với công nhân thì thấy nó có một cái rất hiệu quả. Đó là các phòng trọ của các khu nhà trọ đảm bảo tốt được cái điều kiện cách ly, tránh được cái sự lây chéo. Trong khi đó thì các phòng trọ thì đảm bảo được cái cơ sở vật chất. Ngoài bố trí số F1 cùng cách ly theo cùng đơn vị sản xuất, cùng doanh nghiệp,
lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường thực hiện các biện pháp làm sạch các khu nhà trọ. Riêng Hồng Thái chúng tôi thì thành lập 3 cái tổ phun khử khuẩn. Đó là một cái tổ đi phun hết các cái nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn toàn xã. Và còn 2 cái tổ thì đi phun cơ động trên địa bàn toàn dân, trên địa bàn toàn xã. Tính đến hôm nay là đến ngày thứ 4 rồi. Chúng tôi tổ chức triển khai phun là liên tục trong 4 ngày thì đảm bảo được cái công tác phun khử khuẩn ở trên địa bàn nhà trọ và toàn dân đối với xã Hồng Thái. Từ thực tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các nơi có đông công nhân, khu công nghiệp, tỉnh Bắc Giang đang tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình nhà trọ an toàn. Số công nhân làm việc tại doanh nghiệp sẽ ở trong các khu nhà trọ tập trung, hàng ngày đi làm theo xe đón đến nơi sản xuất. Quy trình an toàn này sẽ phát huy hiệu quả để đảm bảo các tiêu chí vừa chống dịch vừa sản xuất hiện nay. Đã từng tham gia rất nhiều chiến dịch tình nguyện, nhưng đây là lần đầu Vũ, sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia đội tình nguyện hỗ trợ lực lượng y tế trong chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn chưa từng có tại thành phố mang tên Bác. Cũng như nhiều bạn trẻ khác đang làm tình nguyện tại hầu khắp các điểm nóng trên địa bàn thành phố, kỳ nghỉ hè năm nay với Vũ mang rất nhiều ý nghĩa. Tâm thế của em mới là luôn luôn sẵn sàng trên mọi mặt trận luôn và ngày nào em cũng tham gia hết. Nếu như mà bên thành đoàn hay bên là quận đoàn kêu là lấy mẫu thì em sẽ tham gia chiến dịch hỗ trợ lấy mẫu, hay là kêu em mà đi phát cơm từ thiện thì em cũng sẽ đi phát cơm từ thiện. Mỗi thanh niên một công việc, dù là ở điểm có nguy cơ cao hay chỉ đơn giản là làm công tác nhập liệu trong phòng lạnh, nhưng tất cả đều tham gia hỗ trợ với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, trong tâm thế giữ an toàn cao nhất cho chính mình và cho công tác phòng chống dịch bệnh của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chắc tính là ngày thứ 10 rồi đó. Dạ, là mấy lúc trước thì em đi bên lấy mẫu xét nghiệm, dạ, và đi trực chốt giao thông. Lúc đầu thì bố mẹ cũng sợ và em cũng có một chút lo lắng, nhưng mà sau khi mà em thuyết phục bố mẹ và em cảm thấy là thành phố đã trang bị đủ cho em thì em cảm thấy là đi rất là yên tâm. Thì em hy vọng là với sức trẻ của tụi em có thể đẩy lùi dịch bệnh ra thật xa và tụi em có thể có một cái cuộc sống lại, mang lại cuộc sống bình thường lại cho Thành phố Hồ Chí Minh này. Mong là dịch bệnh của Thành phố Hồ Chí Minh là được nhẹ nhàng hơn và bớt đi những dịch bệnh lâu nay. Những ngày qua, khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hay chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tất cả các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn đã nhanh chóng huy động mọi nguồn lực, vận dụng sức trẻ, tinh thần xung kích để kịp thời hỗ trợ các y bác sĩ ngành chức năng của địa phương trong công tác xét nghiệm, tuyên truyền và hậu cần. Từ khắp mọi nơi, những tấm lòng tình nguyện đã ngay lập tức kết nối cùng nhau, bước vào những điểm nóng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả mọi người đều rất là tích cực. Bằng chứng là khi mà thành đoàn vừa mới, Hội Liên hiệp Thanh niên vừa mở cái trang Go Volunteer để cho các bạn đăng ký, thì ngay trong một cái ngày đầu tiên đã có hơn 1.000 người đăng ký. Việc tiêm chủng sẽ còn tiếp tục thực hiện trong những thời gian tới. Như vậy thì với quyết tâm của thanh niên thành phố sẽ thực hiện xuyên suốt các hoạt động và khi cần thì sẵn sàng tham gia vào các hoạt động hỗ trợ tiêm chủng. Bất kể ngày đêm, những hoạt động hỗ trợ của thanh niên tình nguyện đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu. Trong khó khăn, thử thách, sức trẻ, sự nhiệt huyết của thanh niên thành phố đã được phát huy cao độ. Hy vọng mảnh đất phương Nam rồi đây sẽ trở lại nhịp sống bình thường.